Và sau đây là vì dòng tâm sự tao gửi đến mày nè. Con bị tốt mình chơi với nhau cũng được một năm, tao quan tâm mày từng chút một. Có chuyện gì vui hay chuyện gì buồn thì tao cũng kể cho mày nghe. Để rồi sau lưng tao mày lại đâm chọt để cho tình bạn kia sức mẻ. Mày đi nói xấu với người ta là tao thế này rồi thế nọ, trong khi con người bản chất của mày thì mới chính là cần hó thì